Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện đã có thêm một trường hợp viêm đường hô hấp cấp có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus nCoV. Đây là một trong 8 công nhân trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc trên cùng một chuyến bay, trong đó có 5 trường hợp đã xác định mắc nCoV. Hiện tại, trường hợp này đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo và trong tình trạng khỏe mạnh, không có biểu hiện sốt hoặc ho. Như vậy, tính đến thời điểm này thì Việt Nam đã có 13 người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 8 trường hợp.